Chào bà con, chào các bạn. Mình là kỹ sư nông nghiệp thì đã có một cái thời gian khá dài mình nghiên cứu chuyên sâu về các cái loại nấm ăn và nấm dược liệu hiện có trên thị trường như là linh chi, mộc nhĩ, nấm hương, nấm rơm, nấm sò, nấm maitake, đông trùng hạ thảo. Thì hôm nay mình sẽ nhân một cái buổi mình sản xuất cái nấm linh chi, mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cái quá trình sản xuất cái nấm linh chi ở trên thân cây gỗ. Các cái loại gỗ mà nó không có tinh dầu như là gỗ rẻ, gỗ keo, gỗ mít, gỗ sồi, gỗ sung, chúng ta đều có thể sản xuất được các cái loại nấm như mộc nhĩ, linh chi, nấm hương. Còn các cái loại mà nó có tinh dầu như là cây bạch đàn, cây xoan, cây thông thì chúng ta không dùng được, bởi vì nó có cái tinh dầu, nó sẽ sợi nấm nó sẽ không ăn được. Với cả những cái loại là gỗ mà nó đã khô rồi thì cái bản thân của cái gỗ đấy, cái độ ẩm nó không đủ để cho cái sợi nấm nó phát triển, cho nên là chúng ta không dùng được. Còn nếu mà chúng ta cho vào bể nước để chúng ta ngâm ấy thì là nó cũng rất là lâu, có thể là 10 ngày nó mới ngấm được nước và đến trong cái lõi, thì cái nguồn nước nếu mà nó không sạch thì là nó dễ bị nhiễm theo những cái vi khuẩn và những cái nấm dại, cho nên là cái năng suất nó thấp. Còn bạn nào mà mới làm, có thể làm chơi làm ít thì cứ thử, nó cũng vẫn ra nấm nhưng mà cái năng suất nó thấp thôi. Nên là cái gỗ này chúng ta khi mà mới chặt về, chúng ta dựng nó vào một cái chỗ râm mát. Đó, dựng lên như thế này. Chúng ta lưu ý là đừng để nó bị lắng, nó bị khô. Nếu mà nó lắng thì chúng ta phải che đậy nó lại tầm khoảng 7 ngày, 10 ngày gì đó thì chúng ta có thể lấy ra sản xuất được. Có những cái gỗ tổng hợp gồm có cây làm tam, cây rẻ, cây sung. Đây là cây sung. Tất cả những cái nhỏ như thế này chúng ta vẫn có thể là sản xuất ra nấm bình thường, nhưng mà chẳng qua là nó bé quá hay là nó lâu thì các bạn có thời gian thì các bạn cứ làm, đỡ bỏ đi nó phí. Cái mũi khoan chúng ta dùng là mũi khoan khoảng 1 cm, thì chúng ta làm cái que sắn nhỏ hơn, kích cỡ 1 cm là tra được vào cái lỗ khoan rất là dễ dàng. Đây, gỗ, những cái khúc gỗ lớn như thế này chúng ta khoan làm hai mặt. Cái lỗ khoan nó sẽ so le nhau. Ví dụ bên này mình khoan ở đây thì phía bên dưới mình sẽ khoan ở vị trí này thì nó sẽ so le nhau. Chiều sâu của cái lỗ khoan là khoảng 10 cm, cứ khoảng 20 cm chúng ta khoan một lỗ. Bà con lưu ý là sau khi khoan những cái lỗ khoan như này, chúng ta phải để khoảng 2 phút trở lên cho nó nguội, bởi vì sờ vào cái mũi khoan này rất là nóng luôn. Nó nguội đi thì chúng ta mới tra cái giống vào thì nó mới không chết cái sợi lấm. Đây là cái giống. Cái giống nấm thì người ta có thể sản xuất ở trên trên thóc, trên hạt ngô. Nhưng mà đối với làm trên gỗ thì bà con nên sản xuất ở trên cái que sắn như thế này. Thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta tra vào trong cái lỗ khoan mà
nó giảm cái tỷ lệ bị nhiễm, bị mốc đi rất là nhiều so với làm giống ở trên thóc. Trên thóc thì nó tỷ lệ nhiễm nó nhiều lắm. Cho nên là hôm nào mình sẽ làm những cái video khác để hướng dẫn chi tiết cho các bạn tự sản xuất, tự làm được cái giống này, các cái loại nấm mình đều làm giống khá là dễ dàng với những cái thiết bị nó rất là rẻ thôi. Chúng ta không nhà nông không có điều kiện như mình đây này, không có điều kiện để mua sắm những cái tủ vô trùng nó 20 mấy triệu, rồi cái lò hấp nó 10 mấy triệu. Mình đều làm bằng những cái thiết bị rất là đơn giản, như cái thùng phi để mình hấp thanh trùng, hay là những cái tủ mình có thể tự đóng đấy, rồi là gắn cái màng lọc lên, đấy là chúng ta có thể làm thôi, không vấn đề gì hết. Đấy, sau khi nó đã nguội rồi thì chúng ta dùng cái dụng cụ như thế này lấy cái que giống ra cho nó sạch. Chà vào trong cái lỗ. Đó. Nguội. Lấy con dao. Đây mới là diễn viên chính video. Đó, chúng ta đóng xuống bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau khi mà chúng ta tra xong giống, chúng ta xếp vào những cái chỗ mát và ẩm, thì chúng ta lưu ý là để úp cái phần lỗ khoan này xuống, hoặc là nếu mà khoan hai mặt thì chúng ta để nghiêng nó sang hai bên để cho nước nó khỏi thì rơi vào trong cái lỗ giống này và nó sẽ bị thối. Những cái nhỏ thì khúc gỗ nhỏ chúng ta cần khoan một mặt thôi, đây là cái khúc gỗ lớn thôi. Khoan hai mặt. Nào tôi đóng vào. Chúng ta lưu ý là sau mỗi một buổi làm, chúng ta phải khử trùng, đốt trên cái ngọn lửa đèn cồn hay là ngọn lửa bình thường cho nó sạch cái dụng cụ đi, không thì nó sẽ rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Đó, sau khi đã tra giống xong, chúng ta xếp vào chỗ nào ẩm mát để nghiêng hai cái lỗ hai bên này, đậy che đậy lại cho nó giữ ẩm, không thì nó sẽ bị khô. Khi chúng ta trồng trên gỗ thì nó dễ làm và nó không đòi hỏi những cái thiết bị đầu tư đắt tiền như là lò hấp hay là nhà xưởng để treo, mà chúng ta có thể xếp gỗ vào những cái khu nào nó mát, thế là nó sẽ có nấm để cho chúng ta thu hoạch. Mọi người lưu ý là cái thời vụ trồng nấm cũng rất là quan trọng. Đối với cái linh chi và mộc nhĩ thì nhiệt độ nó
ăn sợi phù hợp nhất là từ 22 cho đến 27 độ. Đấy là nhiệt độ ăn sợi phù hợp, còn có thể biên độ nó có thể rộng hơn một chút. Đối với miền Bắc thì thời vụ để trồng linh chi và mộc nhĩ là sau lập thu, từ khoảng mùng 1 tháng 8 dương lịch cho đến khoảng 15 tháng 9 dương lịch. Còn ở miền Nam thì có thể trồng quanh năm. Tôi có một vài cái lưu ý với bà con và các bạn khi mà chúng ta nuôi trồng các loại lấm trên gỗ lần đầu tiên. Đấy là cái quá trình chúng ta ươm cái sợi lấm này nó sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Mặc dù sang tháng thứ 2 các bạn đã thấy có những cái lấm nó mọc lên ở những cái vị trí, những cái lỗ khoan mà chúng ta đang cấy giống. Thế nhưng mà đồng thời trong cái quá trình đấy thì cái sợi lấm nó vẫn tiếp tục ăn sâu vào trong cái khúc gỗ. Cho nên là chúng ta sẽ phải giữ ẩm cho cái gỗ này làm sao mà nó không bị khô. Nếu mà nó mà khô thì cái sợi lấm nó sẽ không ăn sâu vào được cái khúc gỗ và dẫn đến cái năng suất của chúng ta thấp. Thế có một vài cái phương pháp để bà con và các bạn giữ cho cái gỗ này nó không bị khô rất là đơn giản, là chúng ta có thể dùng cát sạch và ẩm. Đây, chúng ta dùng cái cát sạch và ẩm để chúng ta vùi tất cả những cái khúc gỗ này xuống. Khi mà chúng ta lựa chọn được cái vị trí sạch sẽ thì chúng ta có thể xếp những cái khúc gỗ này thành hàng dọc. Nếu mà những cái gỗ nào nó nhỏ thì chúng ta có thể xếp chồng lên nhau thành một vài lớp như thế này thì chúng ta tiết kiệm được cái diện tích. Sau đó chúng ta vùi kín nó lại. Đó, chúng ta vùi kín như thế này. Các bạn lưu ý là cái độ dày của lớp cát phủ thì khoảng từ 2 đến 3 cm là được rồi. Khi mà cái lớp cát trên cùng này nó bị khô ấy, thì là các bạn dùng những cái bình phun hay là những cái dụng cụ tương tự để dùng nước sạch chúng ta tạo ẩm cái bề mặt này thì đảm bảo cái lớp gỗ bên dưới nó sẽ không bao giờ bị khô. Đấy, bà con lưu ý một điều nữa là chúng ta không được xếp sâu quá. Tức là những cái gỗ nhỏ chúng ta tiết kiệm diện tích, chúng ta có thể xếp chồng lên nhau một vài lớp nhưng mà chiều cao không được vượt quá 50 cm. Các bạn lưu ý là chiều cao của cái lớp gỗ và khi mà chúng ta phủ cát lên như thế này nó không được sâu quá 50 cm, bởi vì nếu mà chúng ta vùi sâu quá thì cái lớp gỗ ở bên dưới nó sẽ thiếu oxy và sợi lấm nó sẽ phát triển rất là kém, dẫn đến năng suất thấp. Đấy, bà con lưu ý là chúng ta không được vùi sâu quá. Và chúng ta cũng có rất nhiều những cái phương pháp khác để giữ ẩm cho những cái khúc gỗ này. Ví dụ như ở nông thôn bà con có thể dùng cái rơm dạ sạch và khô. Chúng ta nhúng vào nước sạch hoặc là nước vôi. Sau đó chúng ta để lên kệ cho nó ráo nước đi, nó không còn những cái giọt nước chảy xuống nữa. Thì chúng ta dùng những cái rơm dạ này, chúng ta phủ kín toàn bộ những cái đống gỗ. Và cái chiều dày của cái lớp rơm dạ phủ là khoảng 20 cm. Cứ khi mà cái lớp bên trên nó khô, các bạn hãy dùng bình phun hay các dụng cụ tương tự để chúng ta tưới ẩm bên trên bề mặt. Thì cái lớp bên dưới đảm bảo là luôn luôn nó ẩm, nó không bao giờ bị khô. Hoặc là bà con có thể dùng những cái bao tải đay hay là cái bao tải cói. Có thể mua những cái bao tải cũ mà người ta bán rất là rẻ, khoảng 2.000 một chiếc. Chúng ta về chúng ta giặt sạch đi, xong chúng ta cũng nhúng vào nước sạch hoặc là chúng ta nhúng vào nước vôi. Chúng ta cho cái vôi ướt vào trong nước, chúng ta hòa loãng ra. Nó đục như là cái nước vo gạo ấy, hay là chúng ta nhúng rơm dạ bao tải vào đó rồi chúng ta để lên trên cao cho nó ráo nước, nó không còn những cái giọt nước chảy nữa. Thì chúng ta lấy ra đậy lên toàn bộ những cái khúc gỗ. Chúng ta có thể đậy 3 đến 4 lớp để khi mà cái lớp bên trên cùng nó
nó bị khô là chúng ta lại dùng cái bình phun hay là cái dụng cụ tương tự để chứa nước sạch, chúng ta tạo ẩm bề mặt. Lưu ý là không được tưới nhiều quá để nó tạo thành những cái giọt nước nó nhỏ xuống bên dưới thì nó sẽ hỏng cái giống nấm, thì bà con sẽ giữ được cái gỗ bên dưới nó ẩm, không bao giờ bị khô. Hoặc là chúng ta có thể dùng rất là nhiều những phương pháp khác nhau, tùy từng địa phương hay điều kiện kinh tế để chúng ta có thể làm sao, miễn làm sao để cái gỗ nó không bị khô, thế là chúng ta đã đạt được cái năng suất lớn là tối ưu nhất. Bà con lưu ý cái điều như vậy. Bà con lưu ý là tuyệt đối không được phép dùng cái vòi nước để chúng ta tưới trực tiếp vào những cái đống gỗ của chúng ta như thế này để giữ ẩm. Bởi vì khi mà bà con tưới nước như vậy thì cái nước nó sẽ đọng vào trong những cái lỗ khoan, và trong đấy là nó đã có cái giống nấm, nó sẽ gây thối, gây hỏng cái giống nấm ở trong cái lỗ khoan đó và dẫn đến cái năng suất của chúng ta thấp. Mặc dù các bạn có thể úp cái khúc gỗ xuống, úp cái lỗ khoan xuống bên dưới, thế nhưng mà nước nó vẫn đọng vào và nó sẽ làm hư hỏng cái giống nấm ngay. Các bạn lưu ý điều đấy.